vặt trộm ắc quy ô tô ngay giữa đường. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy một nhóm thanh thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện tại một đoạn đường đông đúc khi xe cộ đang nối đuôi chờ qua điểm đèn tín hiệu. Rất nhanh chóng, cả nhóm vây quanh đuôi xe tải đang cố nhích sang phải. Chỉ vài thao tác, hai trong số này lôi được chiếc ắc quy ra ngoài và xách đi mất. Một người còn cố giật đứt mấy sợi dây nối với ắc quy. Được biết, vụ việc xảy ra tại Manila, Philippines hôm 13 tháng 12 do một tài khoản Facebook chia sẻ.